bán cây thị cổ Hình ảnh các bạn đang nhìn là cây thị cổ ạ à. Cây thị này ước chừng phải khoảng 100 năm tuổi Cây thị thoát thân là 4 m nha bạn nhé Vanh đo sát đất ạ à, là 175 cm Còn đo cách gốc 1 m là 140 cm bạn nhé Cây thị này hiện đang ở Bắc Giang à. Các bạn có nhu cầu muốn mua cây thị Thì chúng tôi sẽ đánh đảo và vận chuyển lên xe cho cho các bạn. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ một trong các số điện thoại trên màn hình ạ. Ngoài cây thị cổ thì nhà mình còn có cây mít này, cây tay chua này và rất nhiều các hàng cây ăn quả mà cây cổ thụ khác. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ nhé. Cảm ơn các bạn ạ.